Ây à, vừa khen xong thì phải trừ điểm rồi, sừng. Ôi, mấy anh ơi, ai lại để ghét thế này? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video nữa trên kênh của Tachiki đây. Và video này như trên tiêu đề trước mắt các bạn đang là mẫu Glory của hãng hãng gì nhỉ? Mình không nhớ tên, không biết tên nữa rồi. Hôm nay mình sẽ unbox nó trước. Mình vừa nhận nó xong, vừa nhận khoảng nửa tiếng trước đây. Mình sắp xếp một chút rồi thì bây giờ bắt đầu làm video unbox để các bạn có thể xem. Thì đây chính là box art của mẫu Glory lần này. Box art thì được làm theo phương nằm ngang. Trên đây thì có hình ảnh của mẫu màn hình, đằng sau thì có hình ảnh có phải trái đất không ta? À, trái đất rồi. Bên dưới thì có tên của sản phẩm. Tên được in lớn này, Glory này, Eternal Star này, SC001, Supreme Evolution, Amen Tactical Series 1/99.9. Ok. Scale ở đây không phải là 1/100 nhé bạn. Scale là 1/99.9. Hãng này chơi trội ghê ha. Ok, thứ nhất thì hãng đã đặt riêng cho nó một cái tên mới là Glory. Bên dưới thì ở đây nữa, Supreme Evolution Armament Tactical Series. Đây là cái series của cái dòng sản phẩm này, và con là con đầu tiên. Có mã máy là ST001. Thì nhìn vào thì chúng ta, bạn nào chỉ cần có một chút kiến thức về Gundam, nhất là những cái giai đoạn 2004-2005 ấy, thì đều biết rằng là mẫu mô hình trên mẫu mô hình cái con Glory này được mượn cảm hứng thiết kế rất nhiều từ con Stargazer, của là một con Gundam xuất hiện trong một phần ngoại truyện, OVA ngoại truyện của Gundam Seed. Thì nó lấy cảm hứng thiết kế rất nhiều, nào là những cái đường phát sáng màu vàng này, đằng sau là cánh buồm mặt trời này, thiết kế màu sắc các thứ thì tất cả là đều của con Stargazer. Và có một cái ở đây hãng chơi trội đến độ là tên là Glory, là vinh quang này. Ở đây là cái gì? Eternal Star, ngôi sao bất diệt. Supreme Evolution Amenta Tactical, vũ khí siêu cách mạng, siêu vũ khí cách mạng, chiến lược. Cái này là mình hơi buồn cười một tí, bởi vì nếu mà trong lore gốc ấy, thì Stargazer ấy là một cái mẫu mobile suit dân sự. Nó được một nhóm nhà khoa học phát triển để tiến hành khám phá và du hành liên sao. Nó được tạo ra để hoàn toàn phục vụ cái mục tiêu hòa bình và mục tiêu nghiên cứu khoa học. Nó không có khả năng chiến đấu, gốc là nó không có khả năng chiến đấu, nhưng mà các sự kiện trong cái OVA đấy thì buộc nó Stargazer phải xuất trận, và nó đã đi trái lại cái gọi là gì nhỉ, cái mục đích ban đầu được tạo ra, Stargazer được tạo ra. Thì mình cảm thấy là ok, ăn cắp concept thiết kế người ta thì thôi không nói đi, lại còn đổi tên thành cái kiểu đi sai hoàn toàn so với lại cái tinh thần của cái mẫu mobile suit này. Mình hơi thấy là cái hãng này còn hơi chơi trộm một tí, không thèm 1/100 luôn, 1/99.9 luôn, plastic model. Ok, để xem các bạn nổ to như vậy thì các bạn làm được gì nhá. Trước mắt là mình cứ unbox cái đã. Thì đấy là nhắc một chút về cái liên hệ của con Glory này với lại con Stargazer một chút thôi. Từ bây giờ thì mình sẽ cố gắng công tâm một chút, mình sẽ cố gắng là xem đánh giá, unbox và đánh giá nó dưới góc nhìn, dưới tư cách là một cái mô hình độc lập, không có liên kết, không có liên hệ gì với lại Stargazer cả. Ok, mình giờ bắt đầu vào nội dung chính thôi. Đầu tiên là về box art này, thì hình box art mình thấy khá là đẹp. Chất liệu ở đây là giấy bìa cán bóng. Đó, và ở bên dưới này thì có đề thêm để cái hình này là hình 3D nhé các bạn. Hình này là hình render 3D, tức là họa sĩ vẽ ra chứ không phải là mô hình nó sẽ như thế này đâu. Bên dưới họ cũng nói luôn rồi này, bằng tiếng Anh nữa. Cái hình ảnh minh họa này thì là 3D effect rendering, tức là hình ảnh render dưới hình ảnh thiết kế 3D được render ra. Nên là cái hình ảnh của sản phẩm sẽ, cái hình ảnh này không phải là
Nhìn chung là gì nhỉ, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Đấy, quá quen rồi, sản phẩm nào cũng nói vậy thôi. Bên dưới góc này là tên của hãng, mình hình như là tiếng Trung, tiếng Trung với cách điệu, mà dưới là Super 2023 Made in China. Sản phẩm này thì mới được ra thôi. Cái này là cái series của cái mẫu robot này, mình sẽ gọi là robot nha, Supreme Evolution Armament Tactical. Thì đây là cái series này, và con này là con đầu tiên. Thì mình cũng không có cái hiểu biết về cái hãng này, thì bạn nào biết thì có thể comment xuống phía dưới với mình biết nhé. Ở mặt dưới thì có hai hình mặt sau của sản phẩm này, có bùa mặt trời ở đây này, và mặt trước sản phẩm này thì cái hình dáng này là hình dáng chưa kích hoạt, có cái những cái phần like này là màu đen. Ở đây có thêm một chút thuyết minh về cử động này, có cái phần bộ đẩy ở ống chân có thể đưa ra đưa vào. Đây là hình bùa mặt trời có thể cử động và xếp quanh mô hình theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau. Đây là phần vũ khí, một khẩu súng ngắn, và khẩu súng ngắn này được lắp thêm một phần mũi nữa để trở thành một khẩu súng dài ở đây. Mình thấy là hình thiết kế bên cạnh này mình thấy là khá là chỉnh chu. Mình thấy là khá là chỉnh chu nha. Không như một vài hãng nó chỉ in hình thôi, nó chả giải thích cái gì, là đây còn chia khung rồi viết thuyết minh ở đây. Mình thấy là chỉnh chu hơn một số hãng rồi. Tiếp theo là mặt cạnh dư cạnh bên thì ở đây là một cái xíu tên của sản phẩm này, hình bán thân này, tên hãng và tên của dòng series của sản phẩm này. Một cạnh dài nữa thì nó giới thiệu về cái phần cử động, biên độ cử động của cái gọi là cái gì, cái tay của cái bùa mặt trời này, có thể kéo ra rồi chuyển động xung quanh, có thể hỗ trợ tạo pose dáng các thứ, xếp thành nhiều hình dạng khác nhau. Ở đây thì là một số cảnh báo dành riêng cho sản phẩm, cảnh báo an toàn. Sản phẩm model kit này dành cho trẻ em trên 15 tuổi. Ok, bạn nào 14 tuổi đừng chơi nhé. Cạnh bên này thì giống cạnh bên kia, hai cạnh bên giống nhau thôi. Mình sẽ chuyển sang mặt sau. Mặt sau thì bên dưới được thiết kế theo phương dọc. Đây là hạ tên hãng này. Bên dưới là series sản phẩm này, các thông tin khác tương tự như mặt trước. Các thông tin tương tự như mặt trước, nhưng có cái hình này cũng là hình render 3D này, là hình ảnh mẫu mô hình đằng sau thì giống như một cái chân trời sự kiện của một hố đen, trông rất là ngầu đúng không ạ? Hộp nhìn chung là mình đánh giá là hộp của hãng này làm rất là đầu tư. Về độ to của nó thì đây mình có một cái hộp của con ROG Banshee. Thì cái hộp của con Glory này nó to gấp đôi và dày hơn khoảng 1,5 cm so với hộp của con Banshee này, và mình cầm thì rất là đầm tay. Có lẽ là có dễ, chắc là runner cũng phủ đầy cái hộp này luôn, nhưng cho lượng nhựa các bạn nhận được cũng khá là nhiều. Và con này hiện tại thì hàng chưa về đến tay thì đã bị đôn giá rồi nha. Thì đôn giá không phải do các shop mà là do chính hãng sản xuất bên Trung, vì họ cảm thấy là bán chạy quá nên là tăng giá. Thời buổi làm ăn mà, tư sản. Tất cả vì vì đồng tiền nên là giá order của bộ này hồi mới mới có thông tin order ấy thì là tầm 700, hơn 700 tùy từng shop, cách nhau khoảng 10.000 với 20.000 gì đấy. Còn bây giờ thì các shop cũng confirm là cái này là do hãng tăng giá cả cả bên Trung luôn. Thì bây giờ giá về Việt Nam của con này đã là tầm hầu hết là rơi vào tầm 900 và lên xuống cũng khoảng 1-2 chục gì đấy tùy từng shop. Và mình là người đặt sớm nên là giá con này mình giá mình mua con này là chỉ là tầm hơn 700 một chút, để áp các loại mã giảm giá vào thì còn tròn 700 và tương đối là rẻ, cảm thấy khá là may mắn. Ok, giờ mình sẽ khui ra nhé. Khui cạnh bên này,
mình sẽ phải lật lại để giúp nó không bị vướng. Ô, phải lật ngược lại nhé. Các bạn để màn này lên trên, nó không là nó sẽ bị tuột ra. Đây. Ok. Thì đây là những gì bên trong của nó. Và hy vọng là hãng sẽ tiếp tục phong độ với cái kiểu mà bán đắt hàng rồi được đôn cả giá lên, thì mình hy vọng là hãng sẽ có nhiều con tăng cường thiết kế và sản xuất, là có thêm nhiều sản phẩm trong tương lai. Ok, đầu tiên trên đầu mình thấy đó là một cái runner màu trắng. Một cái runner màu trắng gồm phần giáp đầu, mình có thể nhận ra phần giáp đầu này, có phần giáp hông và một số bộ phận khác nữa, và đây là backpack à, giống backpack ấy. Nó có một cái phần nhựa này, mình không biết là người ta sơn hay là sao, mình sẽ cắt ra để cho các bạn có thể nhìn rõ, mà mình cũng có thể nhìn rõ để xem là nó là cái gì. Đây là sơn đúng không? Sơn nha các bạn, cái này được hãng sơn sẵn. Đây không phải hai pad đâu nha, một pad thôi, các bạn thấy không, chỉ có một pad thôi và được hãng sơn sẵn để tăng chi tiết. Đây cũng vậy, lật mặt sau các bạn sẽ thấy là chỉ có một pad thôi và cái này được sơn màu đen xám, giống với màu của bộ khung ấy. Đây cũng thế này, cái này cũng được sơn mà này, sơn cũng không hoàn toàn là hoàn hảo, các bạn thấy là hơi bị ngoen một tí, hơi bị ngoen và lệch tâm một tí, cũng không có vấn đề gì. Nhận xét về chất lượng đúc đi, mình thấy là bề mặt nhựa ok, bề mặt nhựa của pad này ok, hơi bẩn một tí, mình thấy khá là bụi nha. Các xưởng của Trung Quốc thì hay bị dính cái lỗi này. Sáng mình có unbox con PG Unleashed của Đá Ban ấy, nó cũng bị bẩn, mà dính vết bẩn màu xanh. Ở đây thì hơi bụi một tí, thôi cái này có thể châm trước, chấp nhận được. Về bề mặt nhựa thì mình thấy là khá là đồng đều. Mình cảm giác là chất lượng in, chất lượng đúc của cái hãng này thì tương đương với lại Supernova. Bây giờ là đổi thành ZZA rồi hả? Hình như vậy. Hình như là đổi thành ZZA. Bây giờ nó cái tương đương với lại chất lượng in của Supernova, mình cứ đọc thế cho các bạn dễ hình dung. Trên này có ghi là MG 1/1 MG, nhưng mà là 1/99.9 Eternal Star. Có thể cái con này tên là Glory hay là tên là Eternal Star vậy. Cái này nếu mà đáng lẽ là hai pad thì một pad trong màu xám thì có phải đẹp hơn không, hoặc là hãng sơn luôn những cái như cái pad này có phải ngon hơn không. Thôi mình vòi vĩnh quá. Ok, mình thấy là chất lượng in ổn và detail cũng khá là ok, như ổn đó, đúc cũng ok. Trước mắt là một cái runner đầu tiên mình bóc ra, mình đã thấy có thiện cảm. Và mình chuyển đến cái tiếp theo, giấy bóng cũng khá là dày dặn. Cái con này cũng làm khiến nhiều anh em quay xe, nhiều anh em là free con này trước, xong một thời gian sau cảm thấy là nó hết hứng ấy, xong lại phát cọc, xong cuối cùng nó ra một cái bộ quang cực kiếm. Thì mọi người lại quay xe về cái thấy ấn tượng với cái bộ kiếm đấy quá, thì nhiều anh em chắc sẽ tiếc lắm, bởi vì bây giờ nó đôn giá rồi. Cái phần này cũng được sơn nhỉ, cái phần này được sơn màu kim loại, hơi gắn metal một tí, không phải là bạc đâu nhá. Mình sẽ rơi khỏi đèn mình nhìn một chút. Sơn màu gắn metal ở đây, sơn sẵn một phần viền ở đây, phần trong này nữa cũng được sơn này, hãng sơn sẵn khá là nhiều. Ok, đây cũng sơn này, chú đáo thế. Chất lượng đúc vẫn rất ok, có rất nhiều detail ở đây, các bạn có thể tha hồ đi like hoặc là sơn tăng chi tiết ở đây.
Đây là cái vòng cái cánh buồm mặt trời, một nửa vòng của cánh buồm mặt trời. Đằng sau này chốt kết nối, quan tâm chốt kết nối một chút. Chốt kết nối này cũng khá là sạch sẽ. Nó sẽ không bị ba vía bám như kiểu là mấy con của đa ban. Ok, sẽ ok. Đây, cái làm nhiều anh em quay xe và tiếc khi quay xe của con Glory này là bộ kiếm này. Mình không biết là bộ kiếm này nó đọc là cái gì. Chốc này chắc là nó sẽ ghi trong menu. Thì mình sẽ đính chính lại tên của nó sau. Trước mắt thì mình sẽ tạo tạm gọi là cực quang kiếm, bởi vì ánh sáng nó giống như cái ánh sáng cực quang ấy. Trông lóng lánh rất là đẹp. Mình không biết thì, nhưng mà một cái cỗ máy mà kiểu cái concept thiết kế nó thuần là cơ khí như con Glory này hay là con Stargazer mà lại có cái kiếm thế, những cái kiếm ánh sáng theo phong cách thuần phép thuật như thế này. Mình thấy là mấy cái thanh kiếm này ấy, nó đi với những con mà có cái concept phép thuật hoặc là người máy robot nhưng mà đánh phép ấy. Như kiểu con Sidebuster của series Super Robot War. Đấy, thì mình nghĩ là nó sẽ hợp hơn là đi với con Glory này thuần khoa học. Bản chất lo của con Stargazer cũng là cỗ máy để phục vụ khoa học mà. Đấy, thì mình đếm qua thì hình như là có tất cả 16 thanh này à. 16 thanh kiếm như này. Đấy, thì mình sẽ thử chiếu với lại đèn UV xem nó có phản ứng gì không. Không nha các bạn. Không phản ứng gì với đèn UV cả. Nó thuần là ánh sáng cầu vồng theo ánh sáng cực quang đơn thuần khi đúc thôi. Đúc mình thấy là khá là ổn á. Nó rất là trong. Không có bọt. Có bọt không? Không. Có bọt nhưng mà bọt ở trên thân runner. Trong pad thì không hề có bọt. Cái này là nó sơn lên hay là nó ấy nhỉ? À, đây là chất nhựa của nó như vậy nhé các bạn. Không phải là sơn lên đâu. Đây thì có một vài pad để mà gắn lên cái cạnh buồm mặt trời. Ok. Một. Mình thấy là nhựa pad này, nhựa của cái hãng này làm khá rất là ok. Đây cũng vậy. À, cái này thì hơi ám hồng hồng vàng nhá. Màu cực quang nhưng hơi hồng vàng xanh lá một chút. Trên này ghi là gì? Glisten. Glisten. Ok. Là 16 thanh, các bạn có 16 thanh kiếm như này. Đây là nó sẽ có hai gọi là gì, hai loại pad giống nhau. Một cái được sơn vàng và một cái được để màu nhựa tự nhiên, ở đây là màu đen. Nó thể hiện cho hai trạng thái kích hoạt buồm mặt trời với lại ở trạng thái nghỉ không kích hoạt. Đó. Chất đây là sơn lên nhé các bạn, không phải mạ. Phải mạ, mạ hay là sơn mình không rõ lắm. Là vàng ánh kim đơn thuần khá là sáng, nó không xỉn như trên cam đâu các bạn, nó óng ánh ấy. Lớp sơn đều, mình nghĩ là sơn ở đây khá là mỏng và mượt. Ok, mình thử cậy cậy xem có ràng. Khá là bền đấy. Mình sẽ thử xem chất sơn là chất sơn gì để cho các bạn tránh mà kiểu chẳng may đổ hóa chất và nó bị hỏng. Ok, đây là mình với tăm bông mình đã thấm cồn, nếu mà nó bay ra thì là sơn acrylic nha. Sơn ok, nó bay ra rồi, sơn acrylic nha. Thì cái này giống giống các hãng giống của đa ban, nó cũng sơn như này. Bên dưới sẽ là một sơn màu bạc, bên trên là một clear màu vàng. Ok. Các bạn chú ý nhé, cái lớp sơn trên cùng này, lớp sơn màu vàng này là sơn acrylic nha. Các bạn tránh để cồn dây vào hoặc là những cái thinner của acrylic rơi vào thì nó sẽ bị hỏng cái lớp sơn này đấy. Và các bạn tẩy đi muốn sơn màu khác thì có thể dùng thinner acrylic. Ok. Thế chất lượng đúc đến đến cái túi thứ ba này rồi thì vẫn ok ấy à. Có một chút ở đây. Cái này thì cũng phổ biến, không có vấn đề gì. Mà cái này nằm phần trong. Ok, thì tương ứng với nó thì sẽ có một cái
có những cái pad, từ những cái pad màu vàng thì sẽ có những cái pad màu đen hình dáng giống hệt để diễn tả hai trạng thái thôi. Mình nghĩ là bản chất cái này chắc là cũng màu đen xong nó sơn màu vàng. Mình sẽ cắt ra để xem bên trong nhựa nó là màu gì nhá. Cắt hơi vụng. Ok. Bên trong của nó là màu, cũng là màu vàng luôn. Cũng là màu vàng luôn. Để xoay xem có được không. Nhựa đặc nha các bạn. Nhựa đặc màu màu vàng. Hai cái này thì toàn thuần màu đen, cái này màu vàng. Ok. Đây là... giấy bóng cũng rất là loại, cũng là loại giấy. Đây là bàn tay. Bàn tay dạng thay thế 4 ngón. Thì mấy cái này phổ biến ở mấy con MG gần đây. Thay thế 4 ngón. Cái này là frame màu bên trong màu đen. Các bạn thấy là cái chất lượng đúc mình thấy là ok, nó phải ngang với lại Supernova đấy. Ngang với Supernova đấy. Tức là sẽ xếp trên Taban nha. Detail này, hoài ổn nha. Detail rất ok nha. Bên này nữa, bên này là mặt trong, mặt trong của cái váy sau, có thấy không? Rất nhiều detail, nhưng mà phần này là hơi kém hơn Supernova. Ở Supernova bây giờ nó chơi pad pad độc lập cơ. Ví dụ con blue frame, các bạn sẽ lắp con blue frame thì các bạn sẽ biết là có những cái chi tiết kiểu cục nổi như này thì Supernova nó đã chơi pad riêng rồi. Còn đây thì là bắt đúc liền, nhưng mà chất lượng detail, chất lượng đúc rất ổn, rất mê. Ok. Mà sau mình đặc biệt thích những cái chốt kết nối này, nó không hề bị nhựa thừa, bị bavia các thứ. Con Glory này thì nó khá nhiều tông màu. Phần frame mình đã thấy là có tông đen và tông xám rồi. Cái này thì cũng giống như pad vừa nãy. Có thân hai khẩu súng nữa. Thân hai khẩu súng mà ở giữa này cũng được sơn màu màu xám metal. Ok. Tiếp tục là mình khung màu vàng. Cũng là được sơn như vừa nãy. Chất lượng cũng rất ok. Chỗ này hơi lõ một xíu. Dính lông à? Cái này hên xui thôi. Cái này hên xui. Mình bị giống cọng, dính cọng lông ở đây rồi. Đây, những phát thì cũng màu vàng. Sơn đồng đều, undergate nhá. Cũng được undergate. Cái này thì không. Cái này, cái, những cái, chắc là những cái lộ, những cái phần lộ ra bên ngoài thì sẽ được undergate. Thế mình thấy đúc ổn nhé, đúc ổn, sơn ổn. Cái hãng này có lịch sử gì không, lịch sử phát triển như thế nào, bạn nào biết thì có thể comment xuống dưới cho mình biết. Nếu mà đây là sản phẩm đầu tay của hãng này thì mình thấy là hãng làm rất tốt. Thường các hãng mà có tung ra sản phẩm đầu tay nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Bản thân con hot hot thời điểm trước là Star Dancer cũng là sản phẩm đầu tay của Iron Toy đấy. Sản phẩm môi nhựa đầu tay Iron Toy nó rất là hot, nhưng mà nó cũng rất là nhiều vấn đề. Mình có làm video clip hai cái video nói về nó rồi. Các bạn có thể xem trên kênh để tham khảo. Còn là riêng hãng này thì mình không biết là hãng có sản xuất sản phẩm nào khác trước đây không, nhưng mà thấy chất lượng rất ổn nhá. Nếu mà đây là sản phẩm đầu tay thì thực sự
10 điểm. Ây, vừa khen xong thì phải trừ điểm rồi. Sừng. Ôi, mấy anh ơi, ai lại để ghét thế này? Ghét này ăn vào cái phần phần thân sừng nha. Phần thân Weefling nha. Đó, ăn vào luôn nhá, không phải ăn được ghét đâu nha. Nó ăn vào luôn này. Ây giời, vừa khen khỏi mồm xong. Đây nữa. Cái này cũng ăn vào mặt trên của bát này. Cái này không biết là mình không biết là sẽ lắp vào lên thì sẽ có ảnh hưởng hay không, nhưng mà mình thấy hơi cấn cấn rồi đấy, ở mấy cái chỗ như này. Cái này thì không, chắc không vấn đề gì. Bên này thì under gate. Ok, sừng là ăn mờ gate bên dưới, bên trên thì không under gate. Trên mới lộ chứ dưới có lộ đâu. Đây là phần khung giá, khung bên trong. Đây hình như là phần đùi, hơi mỏng thế. Khớp này mỏng vậy. Về chi tiết detail không có gì. À, đây chắc là cổ chân là hai khớp bi à? Thế mình sẽ hơi bị lo ngại là về sau nó sẽ bị lờn chốt đấy, hai khớp bi như này. Mình kỳ vọng là nó sẽ là những cái khớp thuần là những khớp xoay kết hợp với nhau giống như cái bọn khung của Jean Frame, con gam nào dòng 00 mới. Mà thôi bi cũng được, nhưng mà nó chắc chắn thì ok, không có gì để phàn nàn. Chất lượng đúc thì không có gì để phàn nàn. Snap fit thì ấn tượng cơ bản của mình là chốt của nó được làm khá là gọn, sạch sẽ. Nên mình nghĩ là snap fit sẽ không phải là vấn đề của con này. Lắp chắc đau tay không thì hên xui, lắp xong mới biết được. Đây nữa. Phần bàn chân nhìn qua qua rất là quen thuộc. Đây phần bắp chân. Rất nhiều chi tiết. Cái phần dây dẫn này thì được đúc liền. Người nào kỹ tính thì sẽ khoét cái phần nhựa ở giữa này ra này, để mỗi cái ống này nó độc lập thôi. Thì mình chỉ không kỹ tính như thế. Tiếp tục, đây là phần đặt ở đây. Đây là phần mây, mây trống. Chưa, là phần chân trống thôi. Chứ hình như con này không có mây, không được tặng kèm mây. Chân trống là nhựa clear, có cái chốt giữ ở đây, phần chân khá là to và một phần thân chính hình như là chỉ để chống chống cho nó đứng giữ thăng bằng thôi. Đây là nhựa clear trong suốt hoàn toàn, không có bọt ăn vào bát hay là hên xui. Mình hên thì mình thấy nhá, không biết được. Tục. Đây là phần chắc chắn khác. Mình cảm thấy là hãng rất là khôn. Hãng đặt ngay cái runner mà có những cái runner mà hãng sơn lên đầu tiên để gây thiện cảm đầu tiên cho người chơi. Về sau những cái cam runner ở bên dưới thì dần dần là ít xuất hiện những cái chi tiết đấy. Ví dụ phần xả này, nếu mà như cái pad, như những cái runner đằng trước ấy, những cái runner mình vừa bóc đằng trước ấy, thì chắc chắn là phần này hãng sẽ sơn vào giữa này, nhưng mà không thấy, hay là nó dán đề can thì mình không biết, chốc phải lúc lắp thì mình mới biết được. Tiếp tục sang phần này. Ăn tiền. Các bạn hiểu ý mình không? Rất sâu. Rất sắc nét. Đây là phần họng súng dài ha. Đây thì có phải là phần thân à? Ừ. Có
Đây chắc là phần bọc. Đây cũng phần thân này. Chắc là đây toàn là phần thân thôi. Mà phần nhựa xám thường thì đúc những cái bát màu màu này sẽ loang loang một tí. Nhưng ở đây thì không. Không thể loang gì cả. Chỗ này là phần à. Có lẽ ở đây là mình bắt đầu thấy sự xấu xí. Một chút sự xấu xí ở đây. Hơi loang. Và hơi bị lộ, bị trắng. Thì đây có thể là những phần bọc khớp, những phần khớp. Mình thấy phần ngón tay này, phần này chắc là phần khớp gập tay, khớp gối tay. Hoặc là một số cái khớp nữa, cái này hình như là ở háng. Bàn tay các thứ thì mình thấy ở đây hơi bị loang một tí. Nên bây giờ mình mới thấy bắt đầu có loang nhựa. Không có ảnh hưởng, cái này các bạn nhám qua một cái là nó bay hết. Còn lại thì ok. Đây rất nhiều răng đây nhỉ. Nếu mà của thằng MJH mà làm con này ấy, thì nó sẽ đính những cái răng đơ nhỏ này thành một cái răng đơ to theo kiểu không biết nữa. Mình trước mình cũng có gặp vấn đề này của con SJ MJH, tìm runner chết khổ luôn. Những cái này cũng ăn tiền này, sâu chưa, rất sâu rất sắc nét. Ok đấy, chất lượng đúc ok. Cái này là pha nhựa PE polyethylene. Nhựa cái này là nhựa dẻo, thì cũng không phải là nhựa dẻo, mình cảm thấy nó cũng không dẻo lắm, nó cũng cứng mà. Nhưng mà có vẻ là nó chính là những cái phần tương đương với polycap. Giờ thì kể cả Bandai thì cũng hạn chế sử dụng polycap rồi, đặc biệt là với những cái MG, cái mẫu MG thì không dùng polycap nữa mà dùng khớp nhựa cứng luôn. Đây là các phần lõi của khớp. Mình không thích mấy cái khớp bi, nó lỏng và rất là khó fix. Không lỏng thì thôi, nhưng một khi đã lỏng thì rất khó fix. Tiếp tục là một cái runner màu vàng được sơn. Cái này là cái phần runner đối xứng của cái runner trước thôi. Đây, phần khung vai, dép, cổ tay, bàn chân nữa thì phải gối. Đây, mình có thể nhận ra những phần này. Đen khá là bóng, phần nhựa đen tương ứng với lại cái phần nhựa vàng vừa rồi cho hai trạng thái. Ủa, thế mà khổ như này thì khổ nhỉ, kiểu mình cảm thấy cái cấu trúc của nó rất là phức tạp và nó ăn vào cái phần khung rất là nhiều ấy. Nếu mà thay thế giữa hai phần vàng và đen này thì gần như sẽ phải tháo bung cả con cả cái mẫu mô hình ra, thế thì mất công quá. Thế các bạn chỉ có một lựa chọn, một là chơi màu vàng, hai là chơi màu đen thôi chứ, hay là hãng khuyến khích mua hai con. Đúng là tư bản mà. Ok, cái này cũng tương tự thế thôi. Cái này nhựa bóng, nhựa đúc bóng rất là bóng. Đây nữa, đây cũng chỉ là cái phần đấy thôi, phần tương đương với phần sơn vàng thôi, không thấy có lỗi gì trên bề mặt hết. Đây là phần màu. Phần bàn chân, bàn chân khớp bắp tay. Ok, cũng cơ bản, cũng nhiều detail. Các bạn nào sơn rồi, để mẫu này là một cái thiên đường cho các bạn thể hiện tài năng sơn tách màu của mình, kiểu nó rất là sắc nét nên là các bạn sẽ rất có hứng thú để mà sơn. Chứ giả dụ như mà nó mờ mờ, hoặc nó nông nông, hoặc nó
không rõ ràng thì nhìn chỉ thấy chán, thì nhìn sơn một màu ấy, chứ không buồn sơn tách màu đâu. Cảm thấy là sơn thì cũng được thôi, nhưng mà cũng phải cái bản thân cái mô hình cũng phải tạo cho mình cảm hứng để làm. Nhìn thấy là mẫu này ổn đấy. Tiếp theo sắp hết rồi, còn một cái túi to với một cái túi nhỏ thôi. Đây đây là giáp bàn tay, một số phần giáp của váy em mình nhận ra, cẳng chân, một số phần đè giáp cổ chân, một số phần giáp khác thể hiện vẫn rất là tốt, vẫn rất là xuất sắc về chất lượng đúc và độ sắc nét của detail. Ok, phần này là nhân đôi thôi. Ok, tiếp tục ở đây là phần clear và phần màu là nhựa màu đỏ, khá là thích nhựa đỏ trước đi. Đây là phần mấy cái phần điểm xuyết thôi. Mắt, phần mắt được tách đôi sẵn nhá. Đây, một điểm cộng nữa này, bạn sẽ không phải dán đề can hay sơn đè, không phải kiểu cái gì reverse wash rồi, reverse wash để mà sơn cái mắt này, mà chỉ cần lắp thôi là nó tách mắt sẵn rồi, rất là theo trend đấy nhá. Ok, đây là phần clear màu xanh lá, có một số chi tiết ở ở trên bùa mặt trời sẽ dùng mấy cái này, chắc là phần mắt nữa. Phần nhựa clear thì thể hiện không xuất sắc bằng những phần nhựa khác, mình thấy là nó bị lỗi ở đây và nó hơi kiểu sần ngang các bạn, dạng rãnh bậc thang ấy. Còn chiếu ra đèn thì sẽ thấy, hoặc là các bạn nhìn trực tiếp bằng mắt thường thì sẽ thấy. Đương nhiên mình sẽ check xem là nó có phản ứng với lại UV không, có nha. Sẽ tắt đèn thì các bạn thấy rõ hơn. Đó, phần nhựa xanh này thì có phản ứng lại với UV. Ok, bề mặt nó không được láng lắm, kiểu nó vẫn nó hơi bị sạn, mà nó hơi bị gợn gợn sóng, nhưng mà gợn sóng không đều lắm, hơi hơi trừ một chút ở cái phần, hơi bị điểm trừ một chút ở cái phần clear này, và điểm trừ một chút ở cái phần đặt ghẻ và những cái phát sơn, đặc biệt là sừng. Ok, đây là một cái catalog để gắn những cái, để xem ở đây nó bảo là cái gì, nó bảo tên sản phẩm này gì, nó to thế, không có tên. Đây là hướng dẫn lắp những cái phần kiếm ánh sáng vào vào cái buồng mặt trời, có chú ý là đầu nhọn đây, nhưng mà không có ghi tên sản phẩm ở đây, không có ghi tên tên những thanh kiếm này là gì, chỉ hướng dẫn lắp thôi. Đây là đề can, đây là đề can dán vào những cái cảm biến và dán vào mắt khá là ít, dưới là đề can nước phủ như này là đề can nước rồi, mình sẽ không bóc ra. À, không cần bóc à? Ok, đề can nước có đọc được chữ không? Cái này thì đọc được, cái nhỏ quá này, cảnh báo này thì hơi bé. Đề can, ok, mình không phải là người hay chơi, không thích, không, thực ra mình lười, lười không không hay like đề can lên mồm. Ok, sau cùng thì là manual, thì trên manual là hình ảnh giống như mặt sau của hộp. Installation instruction, không biết quên mất rồi. Đấy, đằng sau nó giống như kiểu một cái chân trời sự kiện của mấy hố đen, rất là ngầu. Ok, cứ mở ra xem nào. Đằng sau là sao? Glory nhưng cắt một nửa,
2023 made in China. Được rồi, ở đây thì gồm những cái basic information before assembly, những thông tin cơ bản trước khi lắp, được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh, được thiết kế cho trẻ trên 15 tuổi. Đó, đó, cái gì đó. Và cấm hoàn toàn với trẻ dưới 3 tuổi. Ok, các bạn chú ý nhé. Các bạn 14 tuổi chưa được chơi mô hình này đâu. Mua về rồi thì sang năm cũng chơi. Đủ tuổi chơi nhé. Đây, hãng bảo thế không phải mình. Đây có danh sách các runner. Được làm viền đen đi. Cảm tưởng nó giống như kiểu sách của MZH đi nhỉ. Giống MZH đấy. Sách được in nào. In hình 3D ở đây, được đánh dấu sáng cái phần mà mình sẽ chuẩn bị lắp ở đây. Này giống sách sách của mấy con RG Bandai. Mình cho nó biết tiếp thu và phát huy. Có liệt cái danh sách các scanner cần dùng ở đây. Hướng dẫn là hình render 3D xong in đen trắng lại các bạn, chứ không phải là hình vẽ 2D. Nên là khá là dễ nhìn cái pad. Chứ là mình cái video này sao nâng bi đấy nhỉ. Kiểu nó làm khá là ổn đấy, nó rất là ổn đấy. Đấy này, kiểu highlight hồng luôn. Ok. Chưa biết lắp, cảm giác lắp lên và lắp lên rồi thì sản phẩm sẽ như nào, nhưng mà trước mắt thì những cái ấn tượng đầu tiên mà sản phẩm mang lại cho mình khi unbox là khá tốt. Nó tốt hơn Daban và ngang ngang với lại Supernova. Mình cảm thấy hơi giống MZH, cảm giác hơi giống MZH một tí. Còn lại thì khá là cơ bản. Nó sẽ highlight những phần cần chú ý ấy. Đó. Hình hướng dẫn thì là hình 3D. À, ổn đấy. Sẽ là chỉ toàn là hướng dẫn thôi nhé. Chỉ hoàn toàn sách này hoàn toàn là sách hướng dẫn. Hướng dẫn lắp ráp. Hướng dẫn đề can không? Có hướng dẫn đề can. Và không có thêm cái artwork nào bên trong cả. Các bạn đây chỉ là một quyển hướng dẫn lắp ráp thôi, không có artwork hay là không có câu chuyện gì tham khảo cả. Vâng, ok, thì đấy là xong bài unbox mẫu mô hình Glory. Nhấn mạnh 1/1 à, một nhấn mạnh là 1/99.9 chứ không phải 1%. Ok. Thực ra thì mình đã hy vọng là nó đã mang cái vẻ bề ngoài, cái body và cái bùa mặt trời, nó đã mang vẻ bề ngoài của Stargazer rồi. Stargazer thì mới chỉ được phát hành bản HG thôi, chính hãng ấy. Và mình rất là thích, mình đã rất mong Stargazer có MG, nhưng mà với muôn vàn mẫu mô hình hàng năm, muôn vàn series mà Sunrise với lại Bandai đẻ ra, thì có lẽ là MG Stargazer sẽ còn ở trong tương lai xa thì mới có được. Thì trong lúc chờ đợi thì đó, cái gì khó thì đã có các pháp sư Trung Hoa, thì chúng ta đã có sản phẩm Glory ở đây. Bạn nào thích Stargazer thì chúng ta đã có một con MG Stargazer. Có một cái làm hình hơi cất cấn ở đây, đó là cái đống kiếm này, nó làm clear rất đẹp, nhưng mà mình là một người độ led, các bạn hiểu ý mình không? Các bạn nhìn đi, nó phát sáng, trời ơi, nó phát sáng. Thế tại sao mất công bỏ nhựa làm cái này clear, chả có reference gì với con Stargazer, làm nhựa clear rất đẹp như này, tại sao không làm những cái bát này là nhựa clear đi, để tôi còn độ led hả mấy ông, mà lại bỏ nhựa, bỏ công bỏ sức ra làm mấy cái, bỏ nhựa ra để làm mấy cái này, mà lại không làm mấy cái này là nhựa clear, mà lại làm nhựa đặc là thế nào? Đây cũng là cái lý do, đây chính là cái lý do chính mà mình đã rất là cấn
khi mà đặt mua cái con Glory này, giá như mà nó cái những phần nhựa này nó là phần nhựa clear thì nó đã là quá hoàn hảo với mình, bởi vì nó là một cái tài nguyên rất lớn để mình có thể đi xây dựng những cái bài độ LED. Và độ LED xem các bạn tưởng tượng xem nó sẽ giống hệt cái bóc áp kia. Và hết ý luôn. Thay vào đấy thì vâng, cái đống nhựa này, cái đáng lẽ tôi có những cái khung clear này thì người ta lại bỏ công ra làm với cái kiếm này, chả liên quan gì đến một concept, cái concept của cái mẫu mô hình này. Các bạn nhìn xem, thiết kế thuần cơ khí và khoa học thế này, lại đi thiết kế ra mấy thanh kiếm đánh phép, hỏi chấm. Ê, thì đấy là hơi 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 quan điểm cá nhân một tí. Còn lại thì có lẽ mình cũng sẽ kiên trì ít nhất là phải lắp được nó thành hình trước đã, rồi sau đó thì mình sẽ chia sẻ cảm giác lắp cũng như là đánh giá chi tiết về nó ở trong một nội dung sau. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Mình là Tachiki đây. Xin chào và hẹn gặp lại.